chúc mừng khai trương viện thẩm mỹ Diva Châu Đốc, tọa lạc tại số 76-78 Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đặc biệt, cùng người đẹp cặp đang tham gia khai trương săn quà cực sốc, cơ hội trúng thưởng xe máy SH 150i, lò phi sóng, máy giặt cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Được thiết kế với không gian rộng lớn, hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất, cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm mang đến kết quả làm đẹp tốt nhất cho khách hàng. Đặc biệt, khai trương vàng ngàn ưu đãi cực hot, miễn phí 100% xóa bày hỏng, cử bôi thâm, soi da AI. Độc giá 9.000 đồng, trải nghiệm tới dịch vụ xóa nốt ruồi, xóa mụn thịt, chăm sóc da. Siêu ưu đãi chỉ 99.000 đồng, trẻ hóa da, 6B triệt lông, trị tàn nhang. Chị tên đầy đủ là Lê Kim Dung. Hiện tại chị đang sống là ở Bình Đức, Bình Phú, Châu Phú ạ. Hôm nay chị đến thẩm mỹ để dặm môi lại. Đội ngũ chăm sóc khách hàng ở đây là rất là chu đáo, nhiệt tình, lịch sự ạ. Đánh giá là thấy rất là hoành tráng. Cơ sở của mình là đạt tiêu chuẩn 5 sao ạ. Đến ngay viện thẩm mỹ Diva Châu Đốc, số 76-78 Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để tận hưởng các dịch vụ làm đẹp đẳng cấp 5 sao. Viện thẩm mỹ Diva, phục vụ từ trái tim.